bán iPhone 12 Pro Max đi, ví dụ bạn đang dùng iPhone 12 Pro Max, bạn bán luôn bây giờ thì nó còn được giá. Chứ nếu mà iPhone 13 ra mắt thì nó lại không được giá nữa. Thì có nên bán ngay bây giờ để mà chờ đợi iPhone 13 về để mà mua hay không? Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời, đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video trả lời câu hỏi trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay khi mà mình soạn câu hỏi cho số tư vấn điện thoại thì mình nhận được một cái câu hỏi rất là nhiều ý và mình nghĩ là mình sẽ cần nhiều thời gian để trả lời. Câu hỏi này đến từ bạn Phạm Hoàng, bạn hỏi là: anh Dương cho em hỏi mấy câu sau nhé. Theo anh khi nào iPhone mới ra mắt này? Có đặt tên là iPhone 13 hay không? Theo anh thì iPhone 13 sẽ có những thay đổi gì này? Có nên chờ đợi iPhone 13 hay không này? Rồi là điện thoại nào sẽ giảm giá nhiều nhất khi iPhone mới ra mắt? Và điện thoại Android nào giảm giá nhiều nhất khi iPhone mới ra mắt? À, đầu tiên là điện thoại iPhone nào giảm giá nhiều nhất, sau là điện thoại Android nào giảm giá nhiều nhất, đúng không? Và theo anh thì iPhone 13 có cạnh tranh với Fold, với Flip hay không? Đấy, rất nhiều ý và mình sẽ trả lời từng ý của bạn như sau. Đầu tiên ý, là iPhone mới khi nào ra mắt thì mình nghĩ là chắc là tầm tháng 10. Theo truyền thống của Apple thì tầm tháng 9, tháng 10 đấy. Nhưng mà mình nghĩ là lần này là chắc là tầm ở tháng 10, bây giờ đã đến tháng 9 rồi, đúng không ạ? Hoặc là có thể cuối tháng 9 này, hoặc có thể đầu tháng 10. Rồi, tiếp theo nữa nào. Có đặt tên là iPhone 13 hay không? Thực ra là cũng có nhiều quan điểm trái chiều về việc là đặt tên của iPhone năm nay, bởi vì là cái số 13 theo quan niệm của người phương Tây thì là số không may mắn. Đấy, thì thực ra là mình cũng không biết như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là với một công ty như là Apple thì chắc là họ cũng sẽ không duy tâm đâu. Cái này mình có thể lấy một cái ví dụ nhá. Như là trong văn hóa của người phương Đông ấy, thì số 4 là cái số không may mắn, nhưng mà rất nhiều hãng điện thoại của Trung Quốc họ vẫn lấy số 4 để mà đặt tên cho các sản phẩm của mình, ví dụ như Redmi 4 này, đúng không ạ? Đấy, kiểu như thế. Hay là Redmi Note 4X, Redmi Note 4, đấy thì họ vẫn lấy mà. Thì mình nghĩ là chắc là sẽ đặt là iPhone 13 thôi. Đấy, nhưng đây chỉ là đoán thôi nhá, không biết là tên gọi chính thức là như nào đâu nhá. Theo anh thì iPhone 13 sẽ có thay đổi những gì? Thực ra là những cái thay đổi mà bắt buộc cần phải có hàng năm của Apple. Đầu tiên là sẽ về chip, là chắc chắn là sẽ thay đổi, chip sẽ mạnh hơn này, đấy là chắc chắn. Cũng có nhiều tin đồn là không biết là chip năm nay liệu có được cái con chip M1 hay không, thì cái này thì mình cũng không biết, nhưng mà chắc chắn là chip nó sẽ mạnh hơn rồi, đúng không ạ? Camera là nó cũng phải mạnh hơn cái đã. Nhưng mà về vấn đề màn hình ấy thì chắc là sẽ phải có một phiên bản màn hình tần số quét cao nữa, chứ nếu mà tần số quét thấp thì người dùng người ta sẽ phản đối nhiều lắm. Và phiên bản Pro Max thì sẽ có viên pin là tầm khoảng 4.300. Đấy, thì đấy là cái điểm mà mình thấy. Chứ còn thiết kế thì thực ra là thấy bảo là cái phiên bản iPhone 13 nó sẽ có thiết kế cái camera nó hơi chéo như này, đấy là phiên bản thường thôi nhá. Mình thì mình thấy là cái thiết kế của iPhone ấy, nếu mà để chúng ta phải wow lên ấy, thì là không đâu. Nghĩa là nếu mà bạn mong chờ một cái sản phẩm mà nó lột xác hoàn toàn, không có tai thỏ hay là cái camera ở phía sau nó khác hoàn toàn thì là không có. Nghĩa là nó vẫn sẽ theo một cái form mà bao nhiêu năm nay Apple vẫn làm thôi. Đấy, thì mình nghĩ là không chờ đợi gì ở thiết kế. Và nếu mà như thế này nữa thì chắc là người dùng người ta sẽ quá nhàm chán với cái thiết kế của iPhone rồi. Có nên chờ đợi iPhone 13 hay không? Có chứ, nên chờ đợi. Bởi vì sao? Vì nó sắp ra mắt rồi mà, tại sao lại không, đúng không ạ? Điện thoại iPhone nào giảm giá nhiều nhất khi iPhone mới ra mắt? Mình nghĩ là iPhone 12 series sẽ là giảm giá nhiều nhất. Tại sao lại như thế? Bởi vì là những cái sản phẩm đời mới ra mắt ấy, thì những cái sản phẩm đời trước đó, ngay liền kề trước đó nó sẽ giảm giá nhiều. Chứ ví dụ như tầm khoảng iPhone 11 đổ xuống thì chắc là không đâu. Hay là iPhone 10R thì sẽ bị dừng bán thôi. Đấy là mình đoán là như vậy. Thì như mọi năm Apple làm như nào thì năm nay mình sẽ đoán theo cái quy luật như vậy thôi. Còn các bạn có thể tham khảo qua iPhone 11 tại ClickBuy bây giờ cũng đang được giảm giá với mức giá rất là tốt. Đấy, giá các bạn có thể nhìn thấy trên hình. Và cũng không kỳ vọng là sản phẩm này nó sẽ giảm giá thêm nữa đâu. Hoặc là có thể giảm giá thêm ít thôi. Chứ còn iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max thì sẽ giảm giá nhiều đấy. Điện thoại Android nào sẽ giảm giá nhiều nhất khi iPhone ra mắt? Mình nghĩ là đối thủ lớn nhất của Apple là Samsung. Samsung sẽ giảm giá nhiều đấy. Mình đoán là Fold và Flip. Fold và Flip chắc chắn là sẽ giảm giá nhiều. Mặc dù mình trả lời luôn cho bạn cái ý cuối cùng nhá. Đấy là iPhone 13 có cạnh tranh với Fold và Flip hay không? Thì câu trả lời là không. Tại sao lại như thế? Bởi vì là Fold và Flip thì nó hướng tới đối tượng khách hàng hoàn toàn khác biệt so với cả iPhone rồi. Bởi vì nó là màn hình gập cần độc lạ. Tuy nhiên nhá, cái này phải tuy nhiên này, rất nhiều người lựa chọn mua điện thoại vì giá nữa cơ. Điều này rất quan trọng, đúng không ạ? Nên là khi mức giá mà iPhone 13 đưa ra, nó xem với là mức giá của Fold và Flip hay là tầm tầm giữa giữa đó, nghĩa chắc chắn là phân khúc nó cũng chỉ ngang nhau thôi. Thì lúc đấy người dùng người ta sẽ quan tâm đấy. Bởi vì Fold và Flip bây giờ nó vẫn là một cái gì đó độc lạ, nó vẫn là một cái món gia vị mới dành cho những người dùng người ta thích những cái sản phẩm nó độc lạ, đúng không ạ? Tuy nhiên
là nếu mà người dùng nào người ta thích cái sự an toàn hơn, người ta vẫn sẽ nghiêng về iPhone, và lúc đó người ta sẽ phân vân ở trong đầu là không biết bây giờ mình nên phá cách ra độc lạ hơn, hay là mình nên lựa chọn một phương án an toàn hơn. Nhiều người như thế đấy nhá, chứ đừng có nghĩ là không. Nên là mặc dù là Fold và Flip về lý thuyết là không cạnh tranh trực tiếp với cả iPhone 13, nhưng về giá bán thì chắc chắn là sẽ cạnh tranh trực tiếp đấy. Và thêm một cái điểm nữa, đấy là iPhone 13 chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến Fold và Flip, chắc chắn. Chứ đừng nói là không ảnh hưởng, mặc dù phân khúc không trùng nhau nhưng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Còn thêm một cái sản phẩm Android nữa mình nghĩ là cũng sẽ phải giảm giá nhiều đấy. Đấy là Samsung Galaxy S21 series, nó gồm S21, S21 Plus với cả S21 Ultra là sẽ phải giảm giá. Đấy, thì đấy là những cái sản phẩm mà mình đoán như vậy. Cũng nhiều bạn hỏi mình thêm những câu hỏi khác nữa, ví dụ như là bây giờ có nên bán những sản phẩm iPhone cũ đi để mua iPhone mới hay không? Nghĩa là nhiều bạn thì nghĩ rằng là bây giờ bán iPhone 12 Pro Max đi, ví dụ bạn đang dùng iPhone 12 Pro Max, bạn bán luôn bây giờ thì nó có được giá. Chứ nếu mà iPhone 13 ra mắt thì nó lại không được giá nữa. Thì có nên bán ngay bây giờ để mà chờ đợi iPhone 13 về để mà mua hay không? Thì câu trả lời là không. Bởi vì sao? Bởi vì để cho iPhone 13 giá nó bão hòa ấy, thì còn lâu lắm, phải đợi thêm vài tháng nữa. Thế chả lẽ trong vài tháng ta không dùng điện thoại à? Đúng không nào? Và thêm một điểm nữa đấy là cái giá của iPhone 13 ấy, nó tụt sẽ nhanh hơn là giá tụt, như là nó sẽ mất giá nhanh hơn là cái sự mất giá của cái iPhone 12 của các bạn, thay vì việc các bạn chờ đợi. Nên mình nghĩ là không nên bán trước nhé. Không nên. Cái này mình nghĩ là cứ dùng đi, đợi khi nào nó ra mắt ở đây tính sau, đúng không ạ? Rồi, và các bạn có thể tham khảo qua giá bán ở những sản phẩm iPhone tại ClickBuy. ClickBuy thì tăng cái gói bảo hành iPhone chính hãng lên cho các bạn thành 18 tháng, gấp rưỡi so với chính sách bảo hành chung của hãng. Được chưa ạ? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.